Cuối thời Thanh Triều, cường quốc xâm lược, dân chúng lầm than, người dân không thể chịu nổi nỗi nhục mất quyền lực, nhào nhào khởi nghĩa chống lại, mà triều đình nhà Thanh yếu đuối, cúi đầu xưng thần với bên ngoài, cam tâm làm con rối quốc tế. Đối với bên trong, lại đối với nhân sĩ yêu nước khởi nghĩa vũ trang, tiến hành ám sát điên cuồng. Từ đó, nước ta bước vào một thời đại đen tối, dài đằng đẵng. Là bệ thất thi kinh thành. Bởi vì Quách đại ca đi trước, chia ra đi, mau đi. Đại ca, nguy rồi, huynh đi trước đi, muội phải cẩn thận đó. Sư phụ, chuẩn bị xong rồi. Trần tổng từ đầu, chúng ta xuất phát thôi. Trương Bình, xuất phát. Dừng. Bằng hữu, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Không có. Trong xe ngựa là hàng của Tiêu Cục ta áp giải. Không biết vị đại nhân này muốn tìm gì. Mở ra. Hàng của Tiêu Cục áp giải, bất cứ ai cũng không được tra xem. Đây là quy tắc, ngươi không thể làm hỏng quy tắc của ta. Ta xem ai dám động vào hàng Tiêu Cục Nghĩa Hưng. Hàng con ngươi con. Ngươi lại Tiêu Cục Nghĩa Hưng. Trần Tĩnh Thân. Đại Mạc Hãn Đao Hành. Đi. Ông chủ Dương. Không sao, không sao. Ông chủ Dương không sao. Mọi người liền không sao. Người đâu? Vì ông chủ xuống xe. Tất cả mọi người quay về nhà trọ nghỉ ngơi. Sư phụ, chúng ta không phải vừa mới nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi thêm một lúc.
đại ca, Lưu đại ca, còn không nói. Có, đầu của Quách Nhướng đâu? Hồi Thái Hậu không có nghịch tặc này, lại không bắt được. Lý Công Công, theo ta thấy hộ thanh vực này không giữ cũng được. Thái Hậu, Thái Hậu bất giận. Quách Nhũng này nhiều lần cướp bạc quan, giết quan viên, lão nô nhất định sẽ dẫn theo thất thi kinh thành, lấy đầu của đám nghịch tặc này. Khởi bẩm Thái Hậu, người ta lại tới dục bạc tháng này rồi, cướp tiền còn chưa bắt được, đòi tiền lại tới cửa rồi. Bạc của hiệu đổi tiền, Phong Đức Tấn Trung đã chuẩn bị xong chưa? Người xem có cần điều động bộ binh chuyển bạc tới kinh thành không? Bây giờ chiến loạn nhiều năm, lòng dân không ổn, vào lúc quan trọng này giống trống khua chiêng chuyển bạc không ổn thỏa. Thái Hậu, nô tài có một kế. Nói, Tấn Trung có một tiêu cục Nghĩa Hưng, tổng tiêu đầu này tên là Trần Tĩnh Thân, hắn coi hàng như mạng, là long tiêu của triều đình, nên góp sức cho triều đình. Lần này nên làm việc cho chúng ta. Các vị đồng nhân giang hồ, các vị quan thương hảo hán, tiêu cục Nghĩa Hưng Tấn Trung dựng vào năm Tống Huy Tông thứ hai, tính nghĩa của quan đế, đức của tôn sư Trương Hắc Ngũ, trải qua hơn 300 năm, đã từng có 29 tổng tiêu đầu, áp giải hàng vô số, chưa từng mất một hàng. Hôm nay to gan mời tổ sư gia và các vị ngồi đây làm chứng. Bắt đầu từ hôm nay, tiêu cục Nghĩa Hưng ta đóng cửa, không làm nghề tiêu sư nữa. Ngay cả tiêu cục Nghĩa Hưng lớn như vậy cũng đóng cửa, con đường tiêu sư này đã đi tới đâu rồi? Bây giờ thấy đạo loạn như vậy, người Tây lại không ngừng nghỉ, nghe nói phía Bắc lại sửa một đường sắt. Triều đình mềm nắng rắn vuông, đảng cách mạng lại ba ngày năm bữa cướp hàng, sau này tiêu cục nào còn dám nhận hàng? Việc thẻ bài. Hợp Ngô, Hợp Ngô, Hợp Ngô. Đây không phải ông chủ giả sao? Sao hắn lại tới đây? Nhiều bạc như vậy. Ông chủ giả, ngài đây là, ta có một lô hàng cần chuyển tới kinh thành. Bốn hòm này đều là tiền công. Cảm ơn ông chủ giả chăm sóc việc làm ăn của tiêu cục bọn ta. Nhưng không khéo là hôm nay tiêu cục Nghĩa Hưng cất đao đốt biển hiệu, hàng của hiệu đổi tiền Phong Đức, sợ là không nhận được. Hôm nay ta còn đặc biệt mang tới một thứ đồ. Đây là hàng của đương kim Thái Hậu khâm điểm. Không lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Vậy đầu của các ngươi. Hàng này tiêu cục Nghĩa Hưng ta nhận, buộc chặt vào. Được. Nào, nào đỡ chắc. Sư phụ, chuẩn bị sao rồi? Điều tương đối rồi. Đúng rồi sư phụ, hôm nay quản gia của ông chủ giả tới, nó để một người chạy giặt của cửa hàng bọn họ đi cùng với chúng ta. Người đâu? Tiểu Bác, Tiểu Bác. Kỳ lạ, người đi đâu rồi? Nghe nói năm Tân Sửu Thái Hậu di giá hồi cung, nhưng gõ chiên dẹp đường, chúng quan đi trước, chơi nhạc như đi phượng hoàng trong hàng người.
Hay, không tồi, thưởng cho ngươi. Cảm ơn đại gia, thưởng. Ta thích. Uống cái này thay gia. Gia thưởng tiền cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu, gia thưởng ngươi bấy nhiêu. Ngươi làm gì? Đại gia, cầu xin ngài buông tha. Xảy ra chuyện gì, làm gì? Đây cũng quá đáng rồi. Ngươi làm gì? Câm miệng cho ta. Câm miệng. Gia ở đây. Muốn ăn thì ăn. Gia, muốn uống thì uống. Muốn đánh ai thì đánh người đó. Đúng không các huynh đệ? Đúng. Đến đây nào. Ai ném hả? Ai đánh hả? Có phải ngươi không? Nói, có phải ngươi ném không? Ngươi tìm ta, có phải ngươi ném hoành thánh không? Muốn ăn hoành thánh cái gì? Tiểu nhị, cho vị đại gia này bát hoành thánh. Ta mời. Ngươi... Xin lỗi nhé. Chơi ta đúng không? Ta không sao chứ? Bảo ngươi đừng động loạn. Ngươi cứ phải động loạn. Nào nào ta xem. Ăn cơm thì ăn cơm đi. Việc gì phải động đau động thương chứ? Đến rồi. Tiểu bác, ngươi đi đâu? Đang chờ ngươi đó. Ta nói này tiểu bình tử. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, gọi ta là tiểu bác gia. Nhớ chưa? Tiểu bác gia. Nghe xem, gọi như vậy thoải mái biết bao. Vẫn là vị huynh đệ này biết nói chuyện. Xem tầm dốc của ngươi. Làm trong nhà bảo vệ chắc chắn không có vấn đề. Chờ chúng ta tới kinh thành, đến nhiều đổi tiền phong đức bọn ta. Theo tiểu bác gia ta. Thế nào? Trương Bình, xuất phát. Dân sư phụ. Không phải, hắn này, đau chứ. Tổng tiêu đầu tiêu cục nghĩa hưng. Trần Tĩnh Thân. Chuẩn bị xuất phát. Trần Tĩnh Thân. Khởi hành. Tiểu bình tử, ngươi nói xem chúng ta đừng yên lành không đi. Sao cứ phải đi nơi quan giả này? Sư phụ ta nói rồi, con đường này địa thế bằng phẳng, ít người, không giấu được người. Các ngươi tốt xấu gì cũng đường đường là tiêu cục nghĩa hưng, ăn mặc thành thế này. Đúng rồi, lúc ra khỏi thành còn thấy hai bên cờ rất uy phong. Đi đâu rồi? Không phải ta nói ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy hả? Ngày đó ông chủ giả bài ra, bao nhiêu người trên giang hồ nhớ nhung hàng này của chúng ta. Nếu thật sự họ có tà tâm, nhất định sẽ thiết kế bẫy nơi chúng ta đi qua. Ta nói lúc ra khỏi thành, sao cờ đi theo một đội rồi chứ? Ra cửa thành, đi núi rừng. Các huynh đệ, mỗi eo không hợp ngô, rêu rao như họ. Ngộ nhỡ gặp cướp hàng thì phải làm sao? Có tình huống. Lý Thúc và Dương Thúc chuẩn bị hàng nhiều năm, họ thấy qua nhiều tình cảnh rồi. Bọn ta là tiêu sư của tiêu cục Nghĩa Hưng. Các vị bằng hữu trong núi, có muốn ra ngoài hút điếu thuốc không? Chỗ ta có thuốc lá sợi thượng hạng. Xin mời. Có súng tay. Lừa đen. Cởi lừa đi cướp hàng.
Ra ngoài không mang theo tiền, các vị có muốn hút thuốc không? Bọn ta có lửa, nếu các vị muốn thì ra giấu. Tư Cục Nhĩ Hưng bọn ta cũng không giấu. Nhưng đám lão già kia được không? Hàng lớn quá, nặng hơn mạng. Nhưng nhiệm vụ của họ không phải chuyển hàng. Các vị bằng hữu, ra khỏi cửa lăn lộn kiếm miếng ăn. Việc gì động đao động súng. Nếu các vị bằng hữu thành tâm muốn xem đồ của bọn ta, lão Lý, cho họ xem. Dừng. Thu binh khí, chuẩn bị vào trại thực nhân. Trại thực nhân. Trương Bình, ở đây ăn cơm. Luôn phiên canh chừng hòm, đừng gây chuyện. Dân sư phụ, đại gia, cho bát mì thịt bò, cho nhiều thịt chút. Hòm để ở kia, cẩn thận chút. Sư phụ, uống chút nước, khát chết ta rồi. Cảm ơn nha. Đại gia, ta muốn mì thịt bò. Bên trong có thịt, còn có mì. Ta nói cho ngươi biết, đừng gây chuyện. Tại hạ La Phi, không phạm triều đình La Phi. Hư danh mà thôi. Trại thực nhân này là địa bàn của ta. Các ngươi vào trại thực nhân chính là mượn đường, vào miếu cũng phải dâng tiền hương quả. Còn người ta dễ nói chuyện, một cái giá. Không ngờ đường đường bá Dương Kiếm Trung Nguyên lại làm mánh khóe đánh người cướp của. Nhưng ngươi mở miệng đòi tiền, sợ là không dễ như vậy. Mì bóng miệng của trại thực nhân ta không phải người nào cũng có thể ăn. Thế sao? Vậy ta lại muốn thử xem. Cũng chẳng qua là như vậy. Ngươi nghe danh La Đại Hiệp võ công cao cường đã lâu, hôm nay thỉnh giáo đã nhường rồi. Tiểu Hậu, sư phụ, đi xe cuối để lương khô của chúng ta cho bọn họ. Nhưng đi mau. Dân sư phụ, có đồ ăn rồi. Nào mọi người, đến lãnh lương khô thôi. Đừng cướp. Ai cũng có phần. Từ từ, đừng cướp. Nào, đều có. Cho ta một cái. Nào, ăn chút lương khô. Đao sắp kề lên cổ rồi, còn cho họ lương thực. Đám thổ phỉ này, nếu có thể qua mấy ngày an ổn, ai muốn ra ngoài làm trộm chứ?
Lỡ không phải nhắm vào lương thực thì sao? Nếu nhắm tới hòm mà tới thì sao? Yên tâm đi, Tiêu Cục Nghĩa Hưng, hàng con người con. Sư phụ, đi về 10 dặm phía trước, chúng ta sẽ tiến vào Thiên Mạc. Qua Thiên Mạc sẽ tới trấn Phong Vũ, cách kinh thành không xa. Đúng rồi, trước khi vào Thiên Mạc, đổi dài con lạc đà. Vâng sư phụ. Từng cưỡi lạc đà chưa? Sư phụ, gió cát sắp tới rồi, lương khô của chúng ta không nhiều, sợ là phải qua đêm ở Thiên Mạc. Sợ là... Ta cho ngươi biết, phải ở tiệm. Tụi bác gia ta từ khi ra ngoài tới nay chưa đổi y phục, mặt còn chưa rửa, nào giống người làm ăn chứ. Tiêu sư chuyển hàng, không đổi y phục, không rửa mặt. Đây là quy tắc, hiểu không? Đừng nói quy tắc với ta. Ta nói cho ngươi biết, phải ở trong tiệm, biết chưa? Thiên Mạc này 50 dặm xung quanh chỉ có phòng trọ Vô Đăng. Tối nay chúng ta ở đó. Dâm sư phụ. Đều sạch sẽ rồi. Sạch sẽ rồi. Bây giờ trong nhà trọ đều là người của bang Hắc Quyền chúng ta. Về tới đâu rồi? Thám tử vừa quay về, nói họ đã vào Thiên Mạc rồi. Không quá nửa canh giờ nữa, chắc chắn tới chỗ chúng ta. Lần này họ chuyển một lô bạc lớn, cướp về, chúng ta liền có thể về nhà rồi. Cướp đồ của Tiêu Cục Nghĩa Hưng, vẫn phải cẩn thận. Tổng tư đầu Trần Tĩnh thân kia về đến miệng rồi, nào có đạo lý không ăn. Ta mặc kệ hắn là Tiêu Cục Nghĩa Hưng hay là Trần Tĩnh thân, đến địa bàn Thiên Mạc của quỷ hấp ta, không bỏ đồ xuống thì đừng hòng ra khỏi nhà trọ của ta. Đại ca, có người tới. Tiểu nhị ca, xin hỏi còn có phòng trọ không? Tiểu nhị, ta đi giết cô ta. Có, tất nhiên có. Có, mời vào trong. Cô nương đây là từ đâu tới? Cô nương, ngươi tên là gì? Cái chân kia, à ma ta nói cô nương chân to, ít nhất có thể dây 5.000 con dây. Cô nương này mông nhỏ, ngồi lên ngựa không thích hợp, làm vợ của ta vừa hay thích hợp. Phòng ở trên lầu, cô nương tự chọn. Quá tốt rồi. Liêu Khánh chủ, Quách đại ca vào đi. Đến đây. Nào từ từ. Trong hòm của cô nương có gì vậy? Bọn ta gánh kịch, bên trong đều là đạo cụ diễn xuất và phục trang. Hồ Nhĩ Xích giúp một tay, mang ra phía sau. Không cần đâu, buổi tối bọn ta còn luyện tập, không làm phiền các vị. Vị này là Liêu gánh chủ của bọn ta, tại hạ Liêu Nhân Vũ, là gánh chủ của nhóm kịch Liêu gánh chủ. Nghe khẩu âm không phải người bản địa, đến Thiên Mạc hát kịch sau. Vốn là muốn tìm đường gần vào kinh thành, nhưng nào biết được gặp phải gió cát lớn, lại không biết khi nào mới có thể dừng. Bọn ta tìm nửa ngày mới thấy được nhà trọ này ở tạm. Thiên Mạc rất kỳ lạ, ông trời nói thay đổi liền thay đổi. Đúng rồi, còn chưa hỏi các người,
Đến từ nơi nào? Ông chủ, bọn ta mệt cả ngày rồi, mệt nhọc vất vả lắm. Không làm phiền nữa. Nào nào nào, mau mau mau, nào tránh ra tránh ra. Cẩn thận chút, nhẹ chút. Làm sao đây? Dặn dò đi. Ông chủ, còn có phòng không? Có, tất nhiên có. Sư phụ, về con ra ngoài canh chừng hầm. Phòng tốt ở trên tầng, tùy tiện chọn. Dục tử, dục tử. Quách đại ca, mọi người lên trước đi. Ta có chút đói, ăn cơm xong sẽ lên. Được được, ăn no rồi, mau chóng lên tầng. Hôm nay nhiều người, phải tranh thủ luyện tập đó. Được. Tiểu nhị, cho một bình rượu thượng hạng, lại thêm một bát thịt ngon. Khách quan, chỗ bọn ta không có thịt. Ngươi đây là lừa tiểu bác gia ta phải không? Mở cửa làm ăn không có thịt. Ai nói không có thịt? Vừa hay phòng bếp không phải giết mấy con dê sao? Ta nói phòng bếp rửa thịt sạch sẽ theo cách làm của Thiên Mạc, để khách nhân nếm thử. Biết rồi. Bọn ta là trà thương, không biết các hạ là... Bọn ta là gánh kịch. Xin hỏi vị tiểu ca này là từ Sơn Tây tới. Xin hỏi gánh kịch có phải tới Kinh Thành không? Còn không phải sao? Nhưng người nhìn trời này, chăng bọn ta ở đây? Bây giờ hay rồi, đi đâu cũng không được. Bọn ta cũng thế. Mời mời, mời, đừng đừng, mời ngài, mời ngài, mời ngài. Đại ca, hay là ta đi lên loại bỏ gánh kịch kia? Ngươi ngu sao? Một cái hòm rách đó có thể chứa bao nhiêu bạc chứ? Chắc chắn không phải họ. Cô nương uống trà. Ông chủ, nhà trọ của ngươi có phải thường xuyên xảy ra chuyện không? Cô nương vì sao hỏi như vậy? Nếu không phải thường xảy ra chuyện, ông chủ sao lại thuê nhiều tiểu nhị thân thể cường tráng như vậy? Đúng không? Mong Đạt Tư, lên rượu. Tiểu bác, đi đâu vậy? Uống nhiều nước, đi nhà xí. Rượu tới rồi. Mời dùng. Được. Sư phụ, ở đây có 9 gian phòng, còn chọn gian 3, đều ở trong góc. Tra qua rồi, không có lối đi bí mật. Con theo ta chuyển hàng nhiều năm như vậy, từng thấy qua ông chủ nhà trọ nào thế này chưa? Nhớ nhắc nhở các huynh đệ khác. Có thể uống rồi. Chờ một chút, đặt hòm ở phòng ta. Phòng hai bên các con ở. Thông báo mọi người mau chóng bổ sung nước và lương thực. Do cát vừa qua lập tức rời đi. Dân, ông chủ. Ông chủ, nào, ta kính ngươi một chén. Ngươi đây là làm gì? Không phải cô muốn uống rượu sao? Ta uống cùng cô. Tới lượt cô rồi. Uống rượu chú trọng là tình cảm. Uống như ngươi, không khí đã sớm mất rồi. Cẩn thận chút, y phục của ta quý lắm đó. Uống rượu với các ngươi đúng là không thú vị. Đi đây. Nhìn mấy vị gia này ăn mặc,
là từ Sơn Tây tới nhỉ? Cô nương rất quen thuộc Sơn Tây. Tất nhiên, ta từ nhỏ lớn lên ở Tấn Trung, đối với mấy việc làm ăn rất hiểu biết. Xem ra cô nương và ta là cùng quê cũ. Ta ngược lại cảm thấy ngươi vừa gặp đã quen, không giống là quê cũ, càng giống bạn cũ. Coi như ta kính vị bạn cũ một chén. Tại hạ bán trà, không uống rượu. Ra ngoài cẩn thận là chuyện tốt. Nếu là trong rượu trộn vào một con ruồi, há không phải khiến người ta cảm thấy buồn nôn? Sợ là không chỉ là một con ruồi. Tiểu nhị, thịt xong chưa? Rượu ngon, hương rượu giữ ở trong miệng, còn có một mùi hương. Mùi hương này là bay từ trên người cô nương tới. Sao nhiều ruồi như vậy chứ? Do da khiến người ta phiền. Cô nương, nếu đã tới rồi, đừng vội đi. Huống hồ rượu thơm như vậy, cô nương không muốn nếm thử. Thế sao? Do rượu này càng thơm. Hay là ngươi uống hết đi. Được, ta cạn giò rượu này rồi. Cô nương nói cho ta biết tên của cô thế nào. Dục tử. Dục tử. Dục tử. Dục tử cô nương. Tên đẹp, người càng đẹp. Phòng ta còn có một bình rượu Tây. Mời dục tử cô nương cùng ta về phòng nếm thử thế nào? Tiểu bác ca, người uống nhiều rồi. Thử rượu ta lại không có hứng thú gì. Lên, lên. Nhưng vị gia này, nếu chúng ta là bạn cũ, không bằng buổi tối ta tới phòng ngươi, ôm chuyện cũ. Cô không phải nữ nhân như vậy, tự cẩn thận chút. Về dò một ngày rồi, mệt một thân mồ hôi. Các ngươi tiếp tục. Cô nương đừng đi. Người đâu? Ông chủ, tiểu bác gia uống nhiều rồi, đưa về phòng. Được à ông chủ, ta không muốn say. Đi thôi. Nào bác gia, đi dẫn chút, ta không có uống nhiều. Thịt tới rồi, đi thôi về phòng nghỉ ngơi. Ta còn chưa ăn thịt. Đi thôi, ta đưa ngài lên tầng nghỉ ngơi. Sư phụ, không có vấn đề, có thể ăn được rồi. Châm bạc thử thịt, để lại thuộc hạ mỗi bước. Trà thương. Thịt này có vấn đề. Bằng hữu, gặp gỡ là duyên phận. Ta kính ngươi một chén. Hòm đất nặng, mong đại tư tôi giúp một tay. Đến đây. Huynh đệ, không làm phiền ngươi, nghỉ ngơi. Hòm nặng như vậy, ta có nhiều huynh đệ giúp đỡ mà. Ông chủ, đều là chút lá trà. Không sao, ta có tính toán. Ông chủ, xưng hô thế nào? Tại hạ họ Tào. Ông chủ Tào. Ông chủ Tào, trà trang ở đâu? Bán trà gì? Thái Cốc Tào Gia, chủ yếu kinh doanh ở Hồ Bắc, Tùng Phong, Hồ Nam, Thiên Lưỡng, còn có một chút mạch đắng bản địa. Khéo quá. Gần đây ăn thịt nhiều, có chút ngấy. Uống trà súc miệng đi. Ông chủ, mấy hòm trà này vị nhẹ, không hợp với ngươi. Trương Bình, đi lấy chút lá trà thượng hạng cho ông chủ đây và các huynh đệ nếm thử. Dân ông chủ, lá trà chút nữa sẽ dâng lên. Tại hạ cáo từ.
Ruồi trong thiên mạc này đúng là dính người. Ở đâu có ruồi, ta đánh giúp cô. Tiểu bác gia, buổi tối như tới phòng một cô nương, không thích hợp cho lắm. Cô nương nói cũng đúng, nhưng cô nương không cảm thấy có vài việc phải làm buổi tối mới thích hợp sao? Lời này của ngươi có ý gì? Dục tử cô nương đừng hiểu nhầm, đêm dài này rất thích hợp cùng cô nương hát một khúc. Ta còn nghe nói dục tử cô nương là làm nghề hát kịch. Bọn ta hát kịch cho Thái hậu, không phải ai gọi đều cũng có thể hát. Thế sao? Dục tử cô nương còn là nhân vật lớn. Vậy ta càng có hứng thú nghe rồi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng động tay động chân. Tức giận rồi. Xem khuôn mặt nhỏ này, tức đỏ mặt rồi. Ngươi không có. Không có cái gì? Dục tử, sao thế? Không sao Quách đại ca, ta đập rồi. Đập rồi. Một tiểu cô nương không được thấy máu, hay là ta đi vào? Yên tâm đi Quách đại ca, chỉ là một con ruồi, ta đối phó được. Vậy được, mùi đập ruồi xong thì ra đây, chúng ta còn phải tranh thủ luyện tập. Đúng là mất hứng. Tên hồ ly kia vừa nhìn lại biết có vấn đề, chắc chắn không phải là hát kịch. Bán trà kia cũng không phải thứ tốt gì. Hồ Nhĩ Xích, đem tất cả rượu, rau, bỏ thuốc vào. Đúng đúng, đám dê này không ngoan, toàn làm đổ, đưa từng món cho chúng. Ta đưa cho dục tử cô nương. Đúng đúng. Uống đi, uống đi, uống đi. Đây là rượu thiên mạc mới có. Ta không biết, thật sự không biết uống. Cạn một chén. Nào, một chén. Cùng uống đi. Uống rượu đi. Chúc mừng bằng hữu tốt tới thiên mạc. Hôm nay xứng là một ngày trọng đại của tộc ta. Nào, cạn chén. Cạn. Cạn rồi, cạn rồi. Cạn. Nào, uống, uống. Trong rượu sợ là có thuốc, không thể uống. Uống nhiều chút, uống nhiều chút. Nào nào, ăn rau. Uống trước, uống chén này trước. Ở đây cũng có. Đây là thuốc của chúng ta. Nào nào nào, cạn, cạn chén. Nào, uống nhiều rượu. Nào nào, uống nhiều chút. Rượu có đủ. Ông chủ, ông chủ. Gánh kịch của bọn ta nghèo lắm. Ngoài đồ diễn xuất, cái gì cũng không có. Chỉ mang theo giò rượu ngon này. Đương gia bọn ta nói rồi, tối nay mời mọi người cùng nếm thử. Nào nào nào. Nào ông chủ. Mời. Đại ca ta không uống rượu của các ngươi, để ta uống. Bình thường mà. Ăn, ăn đi. Nào, ăn nhiều chút. Dục tử cô nương, lúc nãy là ta đường đột, xin lỗi cô nương. Một đại lão gia muốn lấy cô nương nhà người ta. Mục đích gì? Được rồi, được rồi. Dục tử cô nương đừng tính toán. Chỉ là hy vọng vì tiểu gia này đừng làm phiền quá đáng là được. Các ngươi không tính toán là được. Ta nói nè ông chủ, hôm nay là ngày lễ của tộc các ngươi. Chỉ ăn thịt, uống rượu không có gì thú vị. Theo ta thấy, mời gánh kịch diễn một đoạn giúp vui cho mọi người. Thế nào? Được, hát một đoạn, hát một đoạn. Hôm nay bọn ta không muốn hát. Dục tử cô nương, nói đùa đúng không? Hôm nay hiếm có bạn cũ bạn mới ở đây. Nào có đạo lý không hát? Là cô nương cảm thấy nơi nhỏ này không thể hiện được. Hay là cảm thấy tiểu bác gia ta không lấy ra được bạc, không đáng để các cô lên sân hát sao?
Ta nói này Dị gia, bọn ta là gánh kịch nổi tiếng, không phải ai bảo hát thì liền hát. Thế sao? Chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng nói bản thân là gánh kịch, lại cố chấp không chịu mở miệng. Không biết có phải có chỗ nào khó nói gì không? Ở đây có chỗ khó nói, sợ là người đó, Tiểu Bát Gia. Từ lúc bọn ta tới nhà trọ này, ngươi làm khó mọi nơi, làm phiền mọi lúc. Thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi luôn miệng nói bản thân là Tiểu Bát Gia. Sợ là gánh không nổi chữ gia này nhỉ? May là ta không hứng thú với Tiểu Bát Gia. Nếu không, thật sự đến bước thay đổi như trong chóng. Tiểu Bát Gia há không phải khó xử? Vị gia này, đừng mất thân phận. Được, nếu gánh kịch mời không được, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ có điều tại hạ có một chuyện nhỏ muốn hỏi. Không biết vị tiểu gia này muốn hỏi gì. Lúc nãy ta nghe nói có người vào phòng của ông chủ Tào bọn ta. Không biết gánh kịch có nhìn thấy người này không? Ngươi nghi ngờ bọn ta? Không phải. Bọn ta ra ngoài làm ăn, coi trọng chính là hòa khí sinh tài. Nhưng phòng của ông chủ Tào có một vị khách không mời mà vào. Ông chủ, trong nhà trọ của ngươi xảy ra chuyện này, cũng không thể để bọn ta cảm thấy là người của nhà trọ nhưng lúc trời tối mà đi nhầm phòng, phải không? Liều gánh chủ, không bằng hát một khúc trợ hứng cho bọn ta. Nào hát một bài đi. Liều gánh chủ, nếu chúng ta là gánh kịch, vậy lên sân hát một khúc thì có làm sao? Dục tử cô nương vất vả rồi. Mời. Được. Huynh xem ta học có giống không? Giống không? Rất giống. Huynh biết không? Ta không biết. Ta biểu diễn một lần nữa cho huynh xem. Nào nào nào, uống. Ông chủ Tàu không nhiệt tình. Sao lại nói lời này? Hôm nay là ngày lễ trọng đại của tộc ta, chỗ ta mời bạn bè tốt uống rượu. Ngươi lại để thuộc hạ của ngươi ở trên tầng trong mấy hòm lá trà. Ta cảm thấy ông chủ đối với chuyện lớn trong tộc dường như không quan tâm như vậy. Ý gì? Ông chủ ở sảnh lớn bày yến tiệc, lại để thuộc hạ giám sát mấy hòm lá trà trong phòng ta. Ông chủ Tàu là người từ Tấn Trung tới. Ở đó có tiêu cục Nghĩa Hưng, người biết chứ? Biết. Chuyện tiêu cục Nghĩa Hưng đó giúp quan phủ áp giải một lô bạc tới kinh thành, ngươi cũng biết chứ? Tiêu cục mở cửa làm ăn, nhận hàng đưa hàng, đây có gì hiếm thấy? Đưa lá trà, đưa bạc, điều tới kinh thành. Ông chủ Tàu, có phải quá trùng hợp rồi không?
Ông chủ, lời này có ý gì? Ta là nói, ngươi không phải ông chủ tàu chuyển trà, ngươi là Trần Tĩnh Thân của tiêu cục Nghĩa Hưng. Khốn kiếp, đám người tay các ngươi cũng tới làm loạn, đều cút hết cho ta, cút! Phong, Tào Mỗ ngày mai còn phải lên đường, cáo từ trước. Phong, có. Dục Tử, thế nào? Không sao chứ? Xin lỗi. Dục Tử cô nương, khi nãy bọn ta chỉ muốn nghe cô hát kịch. Việc gì cô phải khiến bản thân bị thương chứ? Khiến mọi người đều rất đau lòng, phải không? Tiểu gia đừng để trong lòng. Cô nương của bọn ta rất khỏe mạnh, mùi ấy cứ yên tâm đi. Vậy thì nghỉ ngơi sớm. Được. Mời. Chúng ta cứ ngụy trang như vậy không phải là cách. Tới lúc không cướp được bạc, hoặc là thân phận bại lộ dẫn đến thất thi kinh thành, thì liền nguy rồi. Trừ chúng ta, người trong nhà trọ này nhắm vào miếng thịt mỡ này quá nhiều rồi. Dục Tử, nhất định phải lấy được lô bạc này trước khi chúng ta bị phát hiện. Chuyện này rất quan trọng với chúng ta, muội biết rõ mà. Ta đi xem thử, có gì đáng thử? Một đám tay sai của triều đình. Ông chủ Tào thường ra ngoài, chắc chuẩn bị chút thuốc trị thương đúng không? Trương Bình, con ra ngoài trước đi. Cho nên bây giờ cô là có vết thương, hỏi thuốc sao? Như hôm nay không phải cũng là trà thương đến từ Tấn Trung sao? Nói tới cùng, chúng ta giống nhau. Không ngờ nhiều năm không gặp, ta muội trùng phùng lỡ nơi quan mạc này. Quả nhiên huynh nhân đau vô lượng, trở thành tổng tiêu đầu của tiêu cục Nghĩa Hưng. Đến tìm ta không phải đơn giản ôn lại chuyện cũ đúng không? Nói đi, chuyện gì? Vậy ta nói thẳng, ông chủ nhà trọ kia rất có khả năng nhằm vào hòm của huynh. Ta biết những người tây kia cũng không phải người tốt. Vậy các muội thì sao? Gánh kịch vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi quan mạc này lại vì cái gì? Ta muội đơn giản là bạn cũ trùng phùng, hay là dạy công thiết kế sẵn ngẫu nhiên gặp mặt? Tĩnh Thân, huynh nghe ta nói, mặc kệ muội dùng cách gì che giấu thân phận, Dục Tử, mau rời khỏi nơi thị phi này, ngoan ngoãn đi đọc sách của muội.
đọc sách. Nước đã thế này, đọc sách có tác dụng gì? Sau Hiệp ước Tân Sửu, chúng ta đã trở thành trò cười của quốc tế. Người khởi nghĩa vũ trang bị coi là nghiệp đạn ám sát, kẻ bán nước cầu dinh lại ngồi chắc chính quyền. Nhìn xem, Trung Quốc to lớn đã thành dáng vẻ gì? Tỉnh thân, Quân còn muốn A Vua nịnh hót triều đình, dâng bổng lộc cho người nước ngoài sao? Chuông nước đâu dễ dàng như vậy. Đất nước đã thành dáng vẻ này rồi, không phải dựa vào các mụ cướp mấy hôm nay. Giết được vài người liền có thể cứu được, mà ta có thể làm được. Chỉ có bảo vệ hàng của ta, còn có tiêu cục. Nước mất nhà tan. Phải, võ công huynh cao cường, có thể bảo vệ tính mạng của mình. Huynh từng nghĩ tới những người dân tay không tấc sắt kia không? Họ phải làm thế nào ngăn cản súng đạn của người Tây? Tỉnh thân, ngươi đưa bạc cho ta, bạn có thể mang đi mua vũ khí, mở rộng đội ngũ cách mạng. Những người Tây kia một ngày không đi, triều đình một ngày không lập đổ, người dân mãi mãi không có ngày yên ổn. Huynh giữ, huynh có thể giữ cái gì? Tiêu cục, thành thị, còn có đất nước này. Ta chỉ biết quy tắc của tiêu cục nghĩa hưng, hàng còn người còn. Chỉ cần ta nhận hàng này, dù có chết tao cũng nhất định phải đưa nó tới nơi cần tới. Dục tử, ta không khuyên muội, ta cũng không ngăn cản muội, nhưng muội cũng đừng khuyên ta nữa. Làm gì không liên quan tới ta được không? Không liên quan tới huynh sao? Huynh đang sống ở đất nước này, hoặc là đứng lên phản kháng, hoặc là cam chịu là kẻ mất nước. Huynh phải đưa ra một lựa chọn, trốn không thoát được. Rời khỏi nơi này, muội sẽ là đảng cách mạng cướp hàng sau. Lúc nãy huynh là trà thương, ta là con hát. Nếu huynh là tiêu sư Trần Tĩnh Thân, vậy ta chỉ có thể là dục tử cướp hàng. Vậy muội tự cẩn thận, đừng bị thương nữa. Phế vật, lên quật ngã, nghĩ rằng quật ngã được một tên, thuốc như bỏ lại quật ngã chính mình. Ngủ, ta cho ngươi ngủ. Tác nhân, không sao. Ngươi làm gì? Không sao. Miệng của ngươi sao vậy? Chảy máu rồi. Ta tạt cho hắn tỉnh. Đại ca, thời gian tương đối rồi, thuốc chắc là có tác dụng rồi. Đi xem có bao nhiêu tiêu sư không uống. Ta cũng đi. Ngươi đi làm gì? Ta đi giúp. Đại ca, còn có mông giặc sư. Đại ca đi kiểm tra phòng một chút. Cô nương, cô đang làm gì? Đừng sợ, vào nấu cơm.
ta không tìm được phòng của mình. Ở đây khắp nơi đều là phòng của bọn ta, toàn bộ đều là huynh đệ của ta. Ta thấy ngoài các ngươi còn có những người khác, một nhóm hát kịch, đưa trà. Họ không phải gì cả. Xem mặt của cô được không? Cô xinh đẹp hay không? Ta đều thích. Rất đẹp mà. Mũi đều thích ta. Cô có thể không thích ta được sao? Sư phụ. Sư phụ, con thấy gió cát bên ngoài sắp dừng rồi. Mau, thông báo cho mọi người lặng lẽ chuyển hầm đi. Chúng ta đi ngay. Đại ca, gió cát sắp dừng rồi, không thể chờ nữa. Tuyệt đối không để cho họ ra khỏi nhà trọ. Tên ngu hồ nhị xích kia đâu rồi? Đám thầy tu người Tây các ngươi đều không hiểu quy tắc sao? Đây là nơi nào chứ? Cút! Ta muốn bàn hợp tác với ngươi. Ta hợp tác gì với ngươi chứ? Cút đi! Ta có cái này. Ông chủ, bây giờ đồng ý hợp tác với bọn ta không? Thầy tu người Tây ngươi còn có võ tay. Nói đi, muốn hợp tác sao đây? Các ngươi nhiều người, ai cũng võ công cao cường, muốn lấy món tiền kia rất đơn giản. Nhưng ông chủ đừng quên, người kia có đao vô lượng, dù đao nhanh cũng không nhanh hơn súng. Chuyện khác, tin tưởng ông chủ hoàn toàn có thể khống chế. Ngươi rất biết vẽ đường. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn một nửa. Ai sẽ băn khoăn với tiền chứ? Không ngờ thầy tu người Tây ngươi nhìn ngốc ngốc lại có nhiều ý xấu thật. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn chia tiền của ta. Nằm mơ đi. Nói gì? Ta nào biết được. Bạn tốt. Từ từ. Bác gia, làm việc. Ít chân sau ta đúng không? Không phải nói nhỏ tiếng chút sao? Sao còn làm ngựa sợ? Tình huống gì đây? Hồ Nhĩ Xích, đứng lên đi. Hồ Nhĩ Xích. Hồ Nhĩ Xích. Hồ Nhĩ Xích. Hồ Nhĩ Xích. Hồ Nhĩ Xích chết rồi. Hồ Nhĩ Xích. Mông Đạt Tư, đóng cửa. Đây là rượu người hắn ngủ. Rượu nước tán ngựa. Đúng, ngươi không uống ta uống. Châm bạc. Tiễn huynh đệ.
Sư phụ, về nhà. Con lên tầng trước. Dừng. Huynh đệ, về nhà. Huynh đệ của ta nằm ở đây. Muốn đi, hỏi hắn. Hắn bị vũ khí sắc nhọn giết chết, mà binh khí của ta đều là đao kiếm, không phải người của ta giết. Ta nói rồi, hắn cho người đi, ta sẽ để cho người đi. Ta cũng nói rồi, hắn không phải bọn ta giết. Xảy ra chuyện gì? Còn không nhìn ra sao? Có người cướp trước chúng ta rồi. Bớt đau thương. Ở Thảo Nguyên, sói giết dê của ta. Sói phải chết. Người giết huynh đệ của ta. Người phải chết. Xem thế cục rồi nói sau. Mục tiêu của chúng ta là hòm. Nhớ, tuyệt đối đừng làm loạn. Sư phụ, Trương Bình, bảo vệ tốt hòm. Đi. Thầy Tu Tây, người của ta, người cũng giết. Người mù sao? Ngươi biết cái gì gọi là không tự lượng sức không? Ngươi nói gì? Mông Tư Đạt, là ngươi giết người của ta. Sư phụ cẩn thận. Xảy ra chuyện gì?
Tiểu Bát Gia, những thứ này chính là thứ các ngươi để ta đưa đi. Đây là chuyện gì? Trần Tư Đầu, những thứ này là ông chủ giả muốn đưa. Ta là chân chạy giặt, cũng không tiện hỏi nhiều phải không? Nhưng ngươi yên tâm đi, những thứ này tuyệt đối không có người từng mở ra, cũng sẽ không bị đánh tráo. Các ngươi chỉ cần an toàn đưa tới Kinh Thành là được rồi. Chút chuyện nhỏ này đối với các ngươi mà nói chuyện nhỏ sao? Trên dưới mấy chục mạng người của Tiêu Cục, vì chuyện nhỏ trong miệng ngươi, cứu người trước được không? Cứu người trước. Chuyện của chúng ta tới Kinh Thành lại nói. Sư phụ, đều là một đống đá, còn nhặt nó làm gì? Quy tắc của Tiêu Cục nghĩa hơn là gì? Không hỏi hàng là gì, chỉ hỏi thời gian, địa điểm, giao cho người nào? Huynh phải đi rồi. Phải. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Bỏ đi, vẫn là đừng gặp. Mấy người các ngươi, đứng lại, đứng lại đó. Ta là khách quý của triều đình các ngươi, Thái hậu sẽ ban thưởng các ngươi. Quách đại ca, vì chút bạc này chết nhiều người như vậy, thật sự đáng sao? Muốn thay đổi sẽ phải có hy sinh. Mau đi thôi. Ta nói đừng đi dội các vị. Chuyện cướp tiền sáng tỏ, chuyện giữa chúng ta nên tính rõ rồi phải không? Người quý gì? Dục tử cô nương, đoán xem rốt cuộc ta là ai? Ngươi là, quả nhiên là con chó thiến. Thái hậu nói rồi, hôm nay phải lấy đầu của Quách Nhẫn, một người cũng không được đi. Trương Bình, con phải đem hàng an toàn tới Kinh Thành. Sư phụ, người thì sao? Từ nay về sau, Tiêu Cục Nghĩa Hưng không còn Trần Tĩnh Thân. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, đi. Không sao chứ? Đau không? Không đau.
Hết đại ca, đi mau. Sao huynh lại quay lại? Quay lại đưa muội rời đi. Dục tử, dục tử, dục tử, dục tử, nghịch tặc to gan, còn dám ở đây quên quan. Đi, Trần Tĩnh Thân, ngươi thật sự muốn giúp nghịch đảng này sao? Phải, đối địch với triều đình không sao. Trần Tổng, từ đầu ta kính ngươi là một anh hùng, nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ không cần. Hy sinh vì Đại Thanh, may mắn đời ta. Nói với ta, các ngươi lại Thất Khi Kinh Thành, Thất Khi Kinh Thành tồn tại vì cái gì? Giết, giết ai? Tất cả nghịch đảng, nghịch tặc, tất cả quan tham trộm nước, tất cả kẻ không tôn trọng Đại Thanh Thái Hậu, giết. Thầy Tu Tây, thầy Tu Tây, không phải ngươi muốn giết ta sao? Thầy Tu Tây.